Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một scenario nhận 2.20 tốc cần hâu nha các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, mở cái link phong ra, mở Telegram các bạn muốn start chatbot nha các bạn. Rồi, các bạn chọn vào inlet nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn ok, đây là dự án của một chain NFT nha các bạn. Rồi, các bạn bấm vào Asset Start Now các bạn. Rồi, các bạn bấm Set. Rồi, các bạn lướt trang các bạn. 18 trừ 10 bằng 8. Cấp trang kiểu mới. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn chọn vào kênh group nha các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn chọn tiếp kênh seller nha các bạn. Dự án này khá tiềm năng đó các bạn. Rồi, các bạn bấm Done. Rồi, tiếp tục các bạn gửi địa chỉ dưới BNB Smart Chain Bet20 thì các bạn có thể dùng địa chỉ trên dưới chút wallet MetaMask. Sau khi ban các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 của mình, các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn follow tờ Twitter và điền lại tăng 3 người bạn và điền lại username các bạn. Để mình lấy 3 người bạn mình mới được. Rồi, trên tờ Twitter thì các bạn follow nè. Rồi các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn cho bài viết cả game nha các bạn. Hiện tại có 21k tờ quýt rồi các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn của mình vào rồi bạn bấm tờ quýt nha các bạn. Sau khi các bạn tờ quýt xong thì bạn match up lên nè các bạn. Các bạn điền lại username tờ Twitter của tất cả các bạn đã follow dán nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Rồi, tiếp tục các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào tất cả các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn bấm balance đi chắc số cần kiếm được nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 220.000 token có cái hiệu là các bạn. Rồi bạn bấm vào get link mà lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 220 cần hold đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.